Thành phố Đà Lạt là một cái thành phố rất là đặc biệt. Thành phố này không có ưu tiên phát triển dự án bất động sản đâu các bạn. Ở trên Đà Lạt rất là khó. Ví dụ như là các bạn chặt một cái cây là cũng bị sợ rồi. Mà trong khi đó là cái giá đất ở Đà Lạt nó cũng không phải là quá rẻ ha. Trong khi đó là cái thành phố Bảo Lộc này, nó nằm ngay cái cửa ngõ của cái lối vào thành phố Đà Lạt trên cái tuyến cao tốc này luôn. Rồi, hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Connect House. Chúc quý anh chị và các bạn một ngày thật là nhiều sức khỏe ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái tuyến cao tốc nữa, đó là cái tuyến cao tốc Dầu Dây Đà Lạt, hay còn gọi là tuyến cao tốc Dầu Dây Liên Khương. Đây là một cái tuyến cao tốc rất đặc biệt, nhằm kết nối những cái tỉnh miền Đông Nam Bộ như là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, đi lên các tỉnh miền Nam Tây Nguyên như là Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng. Cái điểm cuối của nó sẽ là thành phố Đà Lạt ha. Và mình nghĩ thì đối với những người yêu thích Đà Lạt thì đây là một cái thông tin rất là vui, tại vì nó sẽ kết nối cái quãng đường đi Đà Lạt nó tầm khoảng còn có 3 tiếng nữa thôi. Nó cũng giống như là chúng ta đi Vũng Tàu vậy á. Rồi, đây là cái sơ đồ của tuyến cao tốc Dầu Dây Liên Khương ha. Cái tuyến này nó có tổng chiều dài là 200 km nha các bạn. Và cái điểm đầu của nó là ngay cái nút cao tốc Long Thành Dầu Dây này. Cái điểm cuối của nó là ngay chân đèo Prenn, là cái cửa ngõ của thành phố Đà Lạt ha. Cái đường cao tốc này nó chia thành 3 giai đoạn. Cái giai đoạn 1 á, là cái đoạn Dầu Dây Tân Phú này. Cái giai đoạn này thì nó dài 59 km, 4 làn xe. Và cái nó được sử dụng cái nguồn vốn đầu tư công để đầu tư ha. Và dự kiến nó sẽ được triển khai vào năm 2022 cho tới 2025. Còn cái giai đoạn 2 á, là cái giai đoạn Tân Phú Bảo Lộc, Lâm Đồng. Cái giai đoạn này nó dài 67 km. Và cái giai đoạn này nó được triển khai theo cái hình thức là đầu tư đối tác công tư PPP. Và cái đoạn này nó sẽ được liên danh tập đoàn Đèo Cả và tập đoàn Hưng Thịnh triển khai các bạn ha. Còn cái giai đoạn 3 là cái giai đoạn Bảo Lộc Liên Khương dài 73 km. Thì cái giai đoạn này cũng đang được đề xuất là sử dụng vốn đầu tư công. Đó, mình đố các bạn biết tại sao hai cái đoạn hai bên là được đề xuất triển khai là đầu tư công nhưng mà cái đoạn giữa là đối tác PPP công tư không? Thứ nhất là cái đoạn ngay chỗ Bảo Lộc nó có một cái dự án rất là lớn của Hưng Thịnh, cho nên là cái đoạn này sẽ được Hưng Thịnh liên danh với tập đoàn Đèo Cả triển khai để chúng ta có được một cái dự án rất là đẹp ngay chỗ Bảo Lộc ha. Thì sau này có nhiều thông tin hơn thì mình sẽ review thêm cho các bạn về cái khúc này ha. Theo như cái sơ đồ tuyến cao tốc này thì các bạn có thể thấy được là ngay cái chỗ khúc thành phố Bảo Lộc này nó có một cái vị trí rất là chiến lược để đầu tư ha. Cho nên là cái năm 2019 á, khi mà nó có cái thông tin là sẽ triển khai cái tuyến cao tốc Dầu Dây Liên Khương này này, thì ngay lập tức là cái đoạn Bảo Lộc này nó sốt đất rất là nhiều. Nhất là đỉnh cao là qua năm 2020 các bạn ha. Hầu như là ở trên Bảo Lộc là đất đai nó chỉ trong một thời gian ngắn là nó tăng lên khoảng gấp 10 mấy lần luôn. Và các bạn biết tại sao nó sốt đất ở Bảo Lộc mà không sốt đất ở Đà Lạt không? Tại vì như các bạn biết, thành phố Đà Lạt là một cái thành phố rất là đặc biệt. Thành phố này không có ưu tiên phát triển dự án bất động sản đâu các bạn. Ở trên Đà Lạt rất là khó. Ví dụ như là các bạn chặt một cái cây là cũng bị sợ rồi. Mà trong khi đó là cái giá đất ở Đà Lạt nó cũng không phải là quá rẻ ha. Trong khi đó là cái thành phố Bảo Lộc này, nó nằm ngay cái cửa ngõ của cái lối vào thành phố Đà Lạt trên cái tuyến cao tốc này luôn. Và cái giá đất nó còn rất là rẻ. Cho nên là cái đợt mà có cái thông tin tuyến cao tốc này là hầu như là ở Bảo Lộc là nó dậy sóng lên. Nhưng mà sau cái thời kỳ dậy sóng đó thì giá đất nó cũng thiết lập được một cái đỉnh mới rồi. Cho nên là khi mà anh chị quyết định mà đầu tư vào Bảo Lộc á, thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ ha, xem thử là cái giá đất của cái thành phố Bảo Lộc hiện tại bây giờ nó còn nằm ở cái mức sàn của thị trường hay không, hay là khi mà mua chúng ta phải đợi thêm một thời gian nữa khi mà cái tuyến cao tốc nó xong và một số dự án bất động sản ở đây nó xong. Cho nên các anh chị lưu ý ha. Các anh chị và các bạn nhớ đăng ký kênh nha, để sắp tới mình sẽ cập nhật thêm cho các anh chị và các bạn một số cái tiến độ mới về cái tuyến cao tốc này cũng như những cái tuyến cao tốc liên quan khác ở gần đây ha. Rồi, rất là cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở các clip sau. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye.